Thưa quý vị, sáng nay, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng chủ trì buổi làm việc của Thường trực Thành ủy với Sở Xây dựng thành phố về công tác xây dựng Đảng, tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị thời gian qua và phương hướng nhiệm vụ thời gian đến. Cùng dự có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Trung Chinh. Đảng bộ Sở Xây dựng thành phố gồm 3 đảng bộ bộ phận và 10 chi bộ trực thuộc, số lượng 352 đảng viên. Năm 2020, Đảng bộ Sở đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành các tiêu chí xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, tổ chức thực hiện cơ bản các nhiệm vụ và chỉ tiêu theo nghị quyết năm 2020 của Ban chấp hành Đảng bộ Sở. Trong đó, công tác chính trị, tư tưởng được thực hiện nghiêm túc, triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ thành phố giao trong năm đẩy mạnh thu hút đầu tư 2020, triển khai hàng loạt các giải pháp cải cách hành chính, loại bỏ cơ chế xin cho, rà soát các dự án, đồ án quy hoạch treo, hoàn thiện đồ án thiết kế đô thị khu vực trung tâm. Qua ngày báo cáo, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng biểu dương những nỗ lực thời gian qua của Đảng ủy Sở Xây dựng thành phố trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện công tác chuyên môn, đồng thời thẳng thắn chỉ ra những hạn chế trong công tác xây dựng Đảng hiện nay tại đơn vị và đề nghị Đảng ủy Sở Xây dựng thành phố khẩn trương sửa đổi quy chế làm việc và các chương trình hành động đảm bảo tính chính xác phù hợp. Đề nghị Đảng ủy khối các cơ quan thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát và hướng dẫn Đảng ủy Sở Xây dựng thành phố trong thực hiện các mặt công tác, với mục tiêu chung là khắc phục những hạn chế, hướng đến hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả. Thì tôi đề nghị các đồng chí phải coi công tác xây dựng Đảng là một biện pháp quan trọng để nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác chuyên môn nghiệp vụ. Chính là để thực hiện cái nhiệm vụ chính trị của các đồng chí. Tôi xin nhắc lại, đâu cũng thế thôi. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm, được chú trọng, chúng ta làm bài bản. Thì ít nhất cái ý thức trách nhiệm của đảng viên nó sẽ có cái sự thay đổi. Về công tác chuyên môn, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị Sở Xây dựng Đà Nẵng khẩn trương rà soát, cải tổ, sắp xếp lại bộ máy, lề lối làm việc, đáp ứng chức năng nhiệm vụ và yêu cầu trong tình hình mới. Xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm đạo đức công vụ. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh, cần phải nhanh chóng xây dựng quy chế quy hoạch kiến trúc trên địa bàn. Đồng thời, lưu ý Sở Xây dựng thành phố phải tăng cường kiểm tra, giám sát đối với các lĩnh vực chuyên ngành, quy rõ trách nhiệm đối với các cá nhân nếu để xảy ra sai sót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Ai làm sai, ai phải quy cái trách nhiệm ra. Và như vậy thì các đồng chí mới làm được cái công tác giám sát đối với lại các cái ban quản lý dự án và kiến nghị với ủy ban để xử lý. Chứ bây giờ các đồng chí xem bây giờ công trình nào cũng xin gia hạn, bây giờ hết gia hạn do cái kéo dài do cái giải phóng mặt bằng. Giải phóng mặt bằng đáp ứng rồi thì các cái việc kéo dài do cái ảnh hưởng của về mặt kỹ thuật. Mà toàn những công trình trọng điểm mà các đồng chí biết rằng là cái đấy chính là một cái sự lãng phí. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cũng đề nghị Sở Xây dựng Đà Nẵng sớm tham mưu cho Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân thành phố trong việc sửa đổi, hoàn thiện các quy chế lĩnh vực chuyên ngành, đồng thời hết sức chủ động phối hợp với các sở ngành liên quan trong việc tháo gỡ khó khăn vướng mắc, nhất là đối với các dự án trọng điểm, động lực hiện nay trên địa bàn thành phố.